Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro cho biết đang tổ chức tuyển dụng 453 nhân sự làm việc tại các bộ phận của tuyến đường sắt đô thị Nhổn, ga Hà Nội. Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển dụng cho phòng vận hành là 48 người, phòng kỹ thuật công nghệ 12 người, phòng giám sát an toàn 9 người, đội vận hành nhà ga 158 người, đội duy tu sửa chữa công trình 47 người, đội duy tu sửa chữa thiết bị 47 người, khu depot Nhổn 92 người và 6 lái xe. Mỗi người chỉ được đăng ký một nguyện vọng dự tuyển tương ứng với một vị trí cần tuyển dụng. Ứng viên phải trực tiếp đến nộp hồ sơ. Công ty không tiếp nhận hồ sơ qua trung gian, tổ chức môi giới việc làm và không thu bất kỳ khoản lệ phí nào.